Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp trong ngữ pháp của N4 các bạn nhé. Và đó là ngữ pháp nào thì xin mời các bạn cùng theo dõi những slide tiếp theo. Như trên các bạn thấy đó là người nữ và người nam đang nói chuyện với nhau. Và họ đang nói gì thì xin mời các bạn theo dõi tiếp. À, người nữ nói là gì các bạn nhỉ? Minsan, saki denwa ga arimashita yo. À, Minh à, lúc nãy thì đã có điện thoại đó. Người nam đã nói là dare desu ka? À, của ai vậy? Ran san desu, là điện thoại của Lan đó. So ka wakarimashita. À vậy hả? À, tôi biết rồi, cảm ơn nhé. Và như trên màn hình các bạn thấy thì chúng ta có một câu đó là gì các bạn nhỉ? Hay saki ran san tui hito kara denwa ga arimashita yo. Lúc nãy thì đã có một cuộc điện thoại từ người mà có tên là Lan. Thì hôm nay, mẫu ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta học đó là tôi yêu các bạn ha. Và tôi yêu có ý nghĩa là gì, cách sử dụng như thế nào thì xin mời các bạn vào cấu trúc ngữ pháp ngày hôm nay. Tôi yêu phía sau nó là danh từ, có ý nghĩa là N gọi là N tên là, dùng để gọi tên. Ngoài tôi yêu thì chúng ta có một cách nói thân mật khác đó là nhỏ tiêu, danh từ. À các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu này nhé. Hay kuno Hataru no Haka という anime を見ました. À, ngày hôm qua thì tôi đã xem một bộ phim hoạt hình có tên là Ngôi mộ đom đóm. Hay tôi yêu ở đây thì phía sau nó là danh từ anime, một bộ phim hoạt hình có tên là. Tiếp tục. Hay kore wa shiru shikuramen という hana desu. Hay kore wa shikuramen という hana desu. À, đây là một loài hoa có tên là hoàn thảo. Thế thì tôi yêu ở đây phía sau nó là hana, chúng ta sẽ dịch là một loài hoa có tên là hoàn thảo. Tiếp tục, như các bạn thấy là người nữ đang nói chuyện với người nam về một cái nhà hàng có tên là Asuka các bạn nhỉ. Và chúng ta cùng theo dõi cuộc hội thoại của họ nhé. Hey, Asuka wo shitteimasu ka? À, bạn có biết cái Asuka không? Thì người nam đã nói gì các bạn nhỉ? Hey, Asuka wa nan desu ka? Asuka là gì vậy? À, restaurant desu, là nhà hàng đó. Thế thì chúng ta có một câu, thay vì chúng ta phải nói hai câu dài như vậy thì chúng ta sẽ tóm gọn trong một câu nói. Asuka tuyu restaurant wo shitteimasu ka? Hay Asuka tuyu restaurant wo shitteimasu ka? À, bạn có biết nhà hàng có tên gọi là Asuka không? Như vậy thì chúng ta sẽ rút bớt được câu nói các bạn ha, mà vẫn đầy đủ ý nghĩa, bảo đảm là người đối diện vẫn hiểu được ý nghĩa của các bạn hỏi. Và bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi, đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn ơi, đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới để làm bài tập các bạn nhé. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm một điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học kế tiếp. Mata kondo onegaishimasu.